Rồi, giọt tay lại đi. Chào mẹ. Đời thương người dân tôi. Mọi người thấy được rồi, được rồi, dây thôi, được rồi, dây thôi, 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 có hụt chưa? Cho 30 giây học đó. Không được rồi, đâu. Rồi, em đang định rồi. Hồi nãy giờ tao làm câu à hả? Ừ, đích. Lên. Dính cháu cho em. Mệt quá, hôm nay tôi muốn được quân sư. Trời ơi, Bảo An ơi, sao em không thành hả anh mà thành hả tụi chị? 3, 2, 1. Bắt đầu thích đoạn này hát rồi đó. Hát sai lời, phạt luôn. Đây hát sai lời. Hello. Trong tâm trí anh không sao hơn. Chú ơi, có 10 triệu hình phạt. Hình phạt thì có 2 đời. Cà tiếp đi, cà tiếp đi, cà tiếp mẹ nói gì? Ừ, anh nghe cô. Cô không thù thì cô sẽ bị phạt. Có một bạn ở Hà Nội rồi, cho anh cảm ơn mọi người nha. Có xu hả? Ừ, đảo xu. Thôi. Rồi, đây nè. Đây là những người bị phạt. Không có. Đầu hàng hết rồi chị vô. Chưa rồi. Bảo An, Bảo An có một bạn ở Hà Nội nè đó. Rồi, con gặp đi đó. Không, cho người ta ganh tị với một cái không gian mà. Ganh tị chưa? Trời, anh nát quá nữa. Ừ, khi nào ra Hà Nội đi rồi anh sẽ làm FC lần nữa. Rồi bây giờ anh sẽ quay trở lại câu chuyện của anh và em theo dõi tiếp đi. Em thấy là em muốn làm FC nữa. Chị bạn chạy gì? Chị cũng đang làm như ở dưới quê mà chị. Nghe nè. Ủa chị chưa chị bạn mà. Ủa chị hả? Ủa chị coi chị